Ngày thứ 15, tôi nâng cấp cây cúc kim cương, cây kiếm và chế tạo cần câu. Thì tôi dành cả ngày 15 và 16 để đi câu cá. Ngày thứ 17, để có thể tiêu diệt dòng Ender, tôi cần phải mạnh hơn. Và tôi cần nâng cấp vũ khí và giáp của mình. Thứ nhất thì tôi cần sách vô hạn, vì anh em nhìn danh Valorant lại tôi thì hiểu. Nên tôi kiếm thêm một anh thủ thư nữa, để có thêm sách nâng cấp. Hãy lấy sách ra tay nhỉ. Và ngày 18, tạm thời bỏ qua vụ nâng cấp vũ khí, tôi lấy sách gia tài và quay lại hang để đào than đem bán. Ngày 22, sau một khoảng thời gian khá dài thì tôi đã trở về nhà và sau chuyến đi, tôi thu thập được khá là nhiều đồ, chủ yếu là than để đem bán. Đón chào tôi ngày thứ 23 là một cây cầu vồng. Đẹp và... Ok thì bắt đầu một ngày mới thôi. Ê, hey, quên giới thiệu với anh em, người bạn mới của tôi. Đây là Vochi the Cat. Đúng với cái tên là Vochi. Ngày 26, sau một hồi lông nhông trong địa ngục, tôi đã kiếm được khá nhiều kinh nghiệm từ việc đào thạch anh. Và tôi chỉ còn thiếu mỗi cây cung vô hạn nữa là có thể đánh được rồng. Nên cả ngày 26, tôi cố nặn thử thư bán sách vô hạn. Oh damn bro. Hình dài mà em thì giấy đây. Die. Trong này bắn sách đắt vãi. Anh bảo không thấy gì đâu nhỉ? Ngày 28, cuối cùng thì thủ thư đã bán sách vô hạn cho tôi. Let's go! Và tôi đã sẵn sàng đi đánh rồng. Ngày 29 cũng không mất quá nhiều thời gian, tôi tiếp cận được Stronghold. Và ngày thứ 30 tôi đi đánh rồng. Và ngày 31, sau khi tiêu diệt được con rồng, tôi tiếp tục tiến vào NCT để tìm cánh. Để mà nói thì công cuộc tìm cánh của tôi khá là cồng kềnh và mất khá nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng, ngày thứ 33, tôi đã tìm được cánh. Ngày 36, tôi an toàn thoát khỏi DN và trở về nhà.